nhằm mang đến những giải pháp hiện đại, tối ưu cho các làng nghề mộc trên toàn quốc. Vừa qua, Công ty Cổ phần Sao Việt Nam đã tổ chức hội thảo sơn gỗ cao cấp G8 Platinum, xu hướng giải pháp và ứng dụng, trao giải pháp tạo giá trị tại quận Kiến An với sự tham gia của gần 500 nhà phân phối, chủ sưởng mộc, người dân tại các làng nghề mộc tại Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Hội thảo đã giới thiệu đến các khách mời những thông tin mới nhất về xu hướng thị trường sơn gỗ, điểm hạn chế trong khâu sản xuất hoàn thiện sản phẩm gỗ hiện nay, những giải pháp ứng dụng sơn phủ mới làm tăng giá trị cho sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Là một doanh nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn cho đồ gỗ và kim loại, Công ty Cổ phần Sao Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thành công dòng sản phẩm sơn gỗ G8 Pen, sơn gỗ cao cấp G8 Platinum dành riêng cho đồ gỗ trang trí trong nhà và ngoài trời, đạt tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng những kiểm định khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, thân thiện với môi trường. Cùng với đó là dòng sơn Indupen gồm các sản phẩm sơn sắt mạ kẽm, sơn dầu, sơn phun được số đông người tiêu dùng ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Cũng tại hội thảo, bà con làm nghề mộc tại làng nghề Kha Lâm, quận Kiến An được đại diện Công ty Cổ phần Sao Việt tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cách lựa chọn sử dụng những nhóm sản phẩm phù hợp với đặc điểm của thị trường gỗ Hải Phòng. Hội thảo cũng là dịp để các nhà phân phối, bà con làm nghề mộc được hỏi đáp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm ra những giải pháp tối ưu nhất để phát triển làng nghề.